cho người sống theo đường lối, công phóng tay người làm ra sẽ an lòng, bao nhiêu vận hành và phúc lộc dư tràn. Thật là hạnh phúc cho ai khiêm cung, cho kẻ đơn sơ tim luôn ngây thơ, lòng không kiêu hãnh nhưng luôn trung trinh, mến yêu một Chúa. Sẽ được Thiên Chúa yêu thương, yêu thương ban phước thiên niên, an vui vô biên, hằng ngày sẽ sống, sống trong tình yêu với thánh ân huyền siêu. Phúc lộc dư tràn đổ trên nhà ngươi, phúc lộc ngườn nguồn với bao tuyệt vời, hiền thế ban vui cười. Thật là hạnh phúc cho ai khiêm cung, cho kẻ đơn sơ tim luôn ngây thơ, lòng không kiêu hãnh nhưng luôn trung trinh, mến yêu một Chúa. Sẽ được Thiên Chúa yêu thương, yêu thương ban phúc thiên niên, an vui vô biên, hoàn ngày sẽ sống, sống trong tình yêu với thánh ân huyền siêu. Cho người biết tôn sợ Chúa, phúc lộc cho người sống theo đường lối, công phúng tay người làm ra sẽ an lòng, bao nhiêu vận hạnh và phúc lộc dư tràn. Người nào yêu thương thì đã được sinh ra bởi Thiên Chúa.
Giêsu nói với người họ hết thật rồi. Chúa Giêsu nói với mẹ, nếu bà chuyện đó có liên hệ gì đến tôi và bà, giờ tôi chưa đến. Mẹ người nói với những người giúp việc, người bảo gì các anh cứ làm theo. Ở đó họ xóm chúng ta chứng tỏ được phép lại người Do Thái, mỗi chung được hai hoặc ba một nước. Chúa Giêsu bảo họ đổ nước đầy các chung và họ đổ đầy các miệng. Rồi Chúa Giêsu bảo họ, bây giờ hãy đem cho người mặc tiền và họ đem đi. Khi người mặc tiền đem thử nước đã hoàn thành rồi, không biết từ đâu ra. Còn những người giúp việc đã uống nước thì bị người mặc tiền mới gọi tân lang là ai đều tiếp đãi rượu ngon trước, và khi khách đã cả nhà thì mới đem rượu soạn hơn. Còn anh hãy phải giữ rượu ngon cho tới giờ này. Chúa Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilea và đã tỏ vinh quang người và các môn đệ đã đi cùng người. Đó là lời Chúa. Này Phêrô, em có yêu mến phải không? Cái chữ yêu mến đó mà trong tiếng Hy Lạp là Latin người ta gọi là agapao, tức là hy sinh, hy sinh vì bạn. Phêrô có lắm đó, có một thông tin đó. Chúa Giêsu hai lần để yêu cầu ta hy sinh vì bạn vì phải của mình. Còn ta chỉ nói là con yêu mến phải như là bạn tốt thôi. Ôi, khách đây và có vẻ lạnh lạnh sau đó là ta khi đang có thai đó một có cái gì tích cực hơn đời sống vợ chồng chỉ Chúa Giêsu nâng lên hạt kỳ tích chứ chúc lành cho đời sống vợ chồng chúng ta cũng có thể thấy ngày hôm nay tin mừng đến sau ai đó thì việc cưới không ai Chúa Giêsu khi bắt đầu ra giảng công khai thì ngài giảng rằng hấp dẫn. Có lẽ vì vậy cho nên là tiệc cưới ngày hôm nay được Chúa Giêsu cùng các cô đệ được mời, mẹ của ngài được mời. Cái sự kiện xảy ra chúng ta biết là nhà hết rượu, đầu xuôi đuôi lọt. Cái ngày cưới mà bị hết rượu thì nó có nghĩa là xui xẻo, không may mắn. Ngày hôm nay chúng ta thiếu rượu là có chuyện nhỏ. Alo một cái có bao nhiêu trăm lít cũng có. Còn ngày xưa cách đây hơn 2.000 năm thì nó không đơn giản vậy, phải chuẩn bị được rất lâu. Và tiệc cưới là lâu ngày, cả tuần lễ chứ không phải chỉ là một ngày một giờ. Cho nên cái tình thế áo neo không cứu vỡ được. Gia đình người ta không có ý mở xin Chúa Giêsu đúng chút mà nhờ ai là nhờ mẹ Maria. Cái tinh tế của người mẹ, cái nhạy cảm của người mẹ nhìn thấy gia đình là nơi có cái hoàn cảnh nó tế nhị khó khăn, và Chúa đã mở lời, mẹ đã mở lời với con của mình Chúa Giêsu, nhà này thiếu được. Và câu trả lời của Chúa Giêsu là sao? Chuyện này gắn liền gì đến mẹ và con? Giờ con chưa lớn, cần nhớ trước giờ ngày trước đây. Đi còn cho ai nói về các giờ? Chưa đến lúc bây giờ, Chúa Giêsu làm cách làm. Vậy mà mẹ Maria chỉ cần nói như vậy thì Chúa Giêsu thực hiện các lạ đầu tiên trong một đám cưới, trong một gia đình. Điều này chứng tỏ Thiên Chúa cũng thể Chúa Giêsu yêu thương các gia đình một cách đặc biệt. Sau này Chúa Giêsu rao giảng và các bà báo cáo nhiều phép lạ trước là người này người kia trong việc chết sống lại. Nhưng mà chúng ta hiểu cái phép lạ đầu tiên là dành cho gia đình mới. Cho nên hôm nay cộng đoàn chúng ta nhận diện ở nơi đây, chúng ta cầu nguyện cho đô lạc, đô lạc bắt đầu cử hành bình tĩnh phối hai người thể với nhau. Các anh chị thân mến, các anh chị cùng nhau đến nhà thờ để có kết hôn của các anh chị được cùng bộ hộ dấu ấn Linh Thánh. Trước mặt thờ đặc biệt của hội thánh và cầu đoàn, Đức Kitô dành lòng tay bóng phúc lành cho tình yêu phục vụ của các anh chị và dùng cái tính đặc biệt mà làm cho các anh chị nên phong phú và vững mạnh. Giúp
anh chị mãi mãi chung thủy với nhau và đạt được những trách nhiệm của một hôn nhân như chính người đã dùng những tính thanh tẩy và thanh niên các anh chị. Bởi vậy cho bạn được anh tâm hỏi các anh chị về ý định của các anh chị. Anh Giuse Phạm Hoài Nam, chị Naran Nguyễn Thị Bảo Trâm, các anh chị đến đây để kết hôn với nhau, các anh chị có bị ràng buộc không? Thưa không. Các anh chị có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa con. Khi chọn đời sống hôn nhân, các anh chị có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa con. Các anh chị có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái cho sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hội Thánh không? Thưa con. Xin cha chị cầu nguyện nơi tập đoàn thanh niên và làm chứng cho chúng nhân trần gian.
Thì sau khi từ cùng với đông đa văn để bao quanh vui mừng tôi là di vũ anh chị là đất nước trời chúng con cầu xin nhận đi tôi cho chúng con bình an tôi chúa hạng lắm đồng anh chị em
trao hôn luôn ghi nhớ mãi mãi không phai nhạt màu. Ngày đó em có trên đất ngài đã kết chọn anh rồi. Ngày anh sinh ra trên thế giới biết em đã có được ai. Tình ta do nơi Thiên Chúa kết trăm năm duyên lành, ơn Chúa đã sẵn định nên duyên mình. Cùng nhau vui ca hát, lòng ta ơn Chúa Cha. Giờ đây con dâng Chúa, lòng chuỗi ngày cùng nhau bước đi. Có ai? Có em. Thật hạnh phúc, ôi ta có nhau trong đời. Đã tháng không xa rời, nguyện bên trai bên gái chứng cho đôi lời của con với lòng thành kính biết ơn. Nguyện xin Cha cho chúng con yêu thương nhau nhiều hơn, yêu như Ngài đã yêu chúng con. Anh năm nay xuống trời, anh năm nay hơi buồn, thấy em tự nhiên thắm đời. Em đang cô đơn thì bàn tay đâu đưa đây, tôi coi như cho qua năm sau đám cưới liền tay. Đến ngày mùng hai có ai đi em mà em ngờ đâu anh mang trầu cao qua nước châu luôn. Mai đi ta sang giàu quá xa to thì có ra muốn thắm thì ngay sẽ mặn nồng yêu thương lắm mênh mông. Yeah.
trên xóm, trên xóm dưới ai nấy cũng vui mừng. Còn cha anh cũng đã nói với anh, tụi mày cưới nhau đi, mọi thứ cứ để tao ra riêng, tao mang theo trầu cao rất còn dâu ngoan về nhà. Thiệp mời đã xong, quyết định làm đám cưới thôi. Họ hàng hai bên chấp nhận thì mình tới luôn. Lòng thì nồng nao đón chờ ngày qua rước dâu. Không vì một mai chúng mình sẽ là của nhau. Một, hai, ba, dâu. Vui bia đi bạn ơi, lớn bia đi bạn ơi. Cười ngớp môi lại nhìn ngồi ngờ đây cho tao nhìn thấy. Tao lo cho tuổi bay chơi hẳn. Thề lẽ đến hôm cũng như lẽ vui quê của cháu Bảo Trâm và Hoài Nam ngày hôm nay. Trước tiên là tạ ơn Thiên Chúa. Thứ hai là lời phát biểu của đại diện họ nhà trai. Thứ ba là lời chào mừng của đại diện họ nhà gái. Thứ bốn cho cô dâu ra trình diện. Sau đó cô dâu và chú rể xin phép hai họ được mở các quả sinh lễ. Sau khi mở sinh lễ thì vị đại diện họ nhà trai giới thiệu sinh lễ và đại diện họ nhà gái lẫn sinh lễ. Thứ năm, cha mẹ chồng trao tặng nữ trang cho cô dâu. Thứ sáu, cô dâu và chú rể kính dâng rượu cho ông bà, cha mẹ cũng như hai vị đại diện. Thứ sáu là tiệc liên hoan. Giờ đây xin mời tất cả quý vị đứng lên hướng về bàn thờ Thiên Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho đôi tân hôn. Vui xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm. Xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con từ khởi sự đều nhờ bởi ơn Chúa. Quý ông bà, kính thưa các vị cao niên và toàn thể quý vị trong phòng tiếp khách của nhà gái cả hai họ ngày hôm nay. Tôi được sự nhất trí của ba mẹ cháu Nam ủy thác làm vị đại diện cho phái đoàn họ nhà trai đến để thưa chuyện cùng với quý vị họ nhà gái. Kính thưa quý vị, đến với buổi lễ hỏi ngày hôm nay, bên đàn trai chúng tôi gồm có bà nội của cháu và các ông bà ở bề trên cùng tất cả các cô bác, các anh em, bạn bè của cháu này hôm nay. Kính thưa quý vị, hai họ cháu Nam và cháu Bảo Trâm đã quen nhau, đã tìm hiểu nhau, yêu nhau và tin tưởng nhau, dẫn đến các cháu có một quyết định muốn được mãi mãi về chung một nhà. Cho nên các cháu đã về thơ với lại gia đình hai bên để xin phép được cho các cháu được tổ chức cưới và được sống chung với nhau. Vì vậy cho nên sự bàn bạc của gia đình hai bên và có sự nhất trí của những người bề trên và họ hàng hai bên tư vấn và nhất trí để cho các cháu được chọn một cái ngày để thực hiện cái hôn lễ. Hôm nay các cháu đã vinh dự được đón nhận bí tích hôn phối và bây giờ là tiếp tục theo truyền thống của người Việt Nam từ ngàn đời, đó là hỏi cưới. Vậy thì hôm nay đến với buổi lễ hôm nay, gia đình đàn trai chúng tôi đã chuẩn bị tất cả các mâm quà đầy đủ để đến với nhà gái xin được cho hai cháu được lên đôi vợ chồng. Thứ nhất là xin quý vị
nhận cho và để kính trình lên tổ tiên. Xin các vị chứng giám và chúc lành cho các cháu, kết với đôi bạn các cháu được trăm năm hạnh phúc. Thế thưa quý bạn viên hai họ, thật là một vinh dự lớn lao cho họ nhà gái chúng tôi ngày hôm nay được đón tiếp quý vị trong gian phòng ấm cúng thân mật và trang trọng này. Được sự ủy nhiệm của họ nhà gái, cho phép tôi được gửi tới quý vị lời chào trân trọng, lời kính chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành. Kính thưa quý vị, như quý vị đã biết, cháu Bảo Trâm của chúng tôi và cháu Hoài Nam của quý vị, sau khi hai cháu gặp gỡ nhau, tìm hiểu nhau, yêu thương nhau, trong cuộc hành trình tiến tới hôn nhân, hai cháu có linh cảm đã tìm được nửa cuộc đời của mình. Sau bao ngày tháng thao thức chờ mong, cuối cùng hai cháu đã quyết định kết hôn với nhau sau khi được sự cho phép của cha mẹ hai bên. Đây quả là mối thiên duyên tiền định do Thiên Chúa sắp xếp và an bài. Ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt theo truyền thống của tổ tiên để lại. Quý vị họ nhà trai lại mang sinh lễ đến gia đình chúng tôi để cùng với chúng tôi tổ chức lễ đính hôn cũng như lễ vu quy. Chúng tôi hy vọng rằng với sự chuẩn bị chú đáo của cả hai bên, với sự tham dự đầy đủ của tất cả anh em nội ngoại xa gần, thì ngày lễ đính hôn sẽ được thành công, tốt đẹp và đời sống hôn nhân của hai cháu chắc chắn sau này sẽ chung sống với nhau được trọn tình đẹp ý và yêu thương nhau suốt cuộc đời. Xin quý vị cho chàng trai ta. Và trước khi xin lễ được mở ra, trước sự chứng kiến của hai họ, cho phép tôi được giới thiệu sơ qua thành phần tham dự lễ đính hôn cũng như lễ vu quy của họ nhà gái chúng tôi ngày hôm nay. Và đây là bà chủ hôn họ nhà gái chúng tôi, xin quý vị cho một tràng vỗ tay. Và kế bà chủ hôn là bà nội của cháu, và đây là cũng là bác bên ngành ngoại của cháu, đây cũng là bác, và đây cũng tất cả đây cũng là bác của cháu Bảo Trâm. Xin quý vị cho một tràng vỗ tay. Và còn rất nhiều anh em bà con cũng ở nơi xa hồi nãy chưa kịp mà vô trong nhà cũng như ngoài ngồi bên ngoài đấy để giao lưu với tất cả quý vị. Xin quý vị cho một tràng vỗ tay chúc mừng. Vâng, giờ đây xin mời mẹ dẫn Bảo Trâm ra mắt hai họ. Là thông gia với nhau
Tiếp đến là khay rượu để nói lên sự ấm cúng và sự được cho phép của các vị tổ tiên. Tiếp đến là một trái cây tượng trưng cho sự ngọt ngào của tình yêu của hai cháu. Và tiếp đến là bánh. Thì bánh là muốn nói lên cái sự mà luôn đầy đủ, luôn no ấm và sự mặn nồng của các cháu trong đời sống hôn nhân sau này. Kính thưa quý vị, trước khi xin dừng lời, tôi xin được kính chúc tất cả các quý vị, các cụ, các ông bà, họ nhà cha, nhà gái được dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Kính chúc cho hai gia đình thông gia mãi luôn bền chặt và thành một khối hợp nhất. Chúc cho hai cháu trăm năm hạnh phúc. Mang theo một phong bì để cùng đóng góp với lại gia đình nhà cái, cũng như là để tỏ cái sự biết ơn công sức của gia đình nhà gái và mẹ cháu có công lao nuôi cháu lớn lên thành người. Xin được quý vị nhà gái nhận cho. Cái thưa quý ông bà cha bác cũng như vị đại diện họ nhà trai, tôi đại diện cho họ nhà gái chấp nhận những sinh lễ này. Đây là cặp diều đồng, là buồng cau xanh, là những hộp trà ngào ngạt hương thơm, là trái cây, là hoa quả, là lương thực do kết quả lao công cần cù miệt mài của con người mà Thiên Chúa đã ban cho. Tôi đại diện họ nhà gái chấp nhận những sinh lễ này. Những sứ lễ này cũng là nhịp cầu nối, là sợi dây liên kết, là lời giao ước của hai họ. Tôi chấp nhận những sứ lễ này, xin quý vị cho một tràng vỗ tay. Giờ đây kế tiếp là phần ông bà chủ hôn họ là cha có tâm trao tặng nữ trang cho con dâu, cũng như phần phong bì làm tài gì đó, thì xin mời vị đại diện họ nhà trai giới thiệu. Cha luôn đi. Nam đó chạm đầu giờ về và hai bạn xin cảm ơn hai. Xin được cảm ơn sự chấp nhận những lễ vật của anh gái đối với cha chúng tôi, và
cuối cùng xin chúc sức khỏe tất cả mọi người được luôn bình an hạnh phúc và thành công, các cháu luôn trong hạnh phúc và gia đình suy ra chúng ta luôn mãi mãi bền vững, mãi mãi là một tập thể thống nhất, là luôn cùng chung chí hướng với để dạy dỗ bảo con cháu và hướng dẫn cho các cháu sau này trong đời sống hôm nay. Xin nhiều lời cảm ơn. Những nghi thức gọi là nghi thức đám hỏi tạm thời giờ đây coi như là kết thúc ở đây, rồi ngày mai chúng ta vẫn còn nhiều những nghi thức của tổ tiên ông bà để lại. Từ đây hai bà Suza đứng dậy bắt tay nhau và cũng trân trọng kính mời quý vị họ nhà trai ra lớn hàng ghế ngoài kia. Danh thư chúng tôi đã dành sẵn cho quý vị để ban tiếp tân chúng tôi được tiếp những đó quý vị tận tình. Trân trọng kính mời quý vị. Thương là thương nhiều không chết gì chi cứ phải lòng vòng. Em là em chờ mong thương mỗi món anh có biết không, chờ ngày anh bước sang thưa tính truyền trâu cả mối mang. Đôi lứa ta đẹp duyên ta mã làm đám cưới linh đình. Thương là thương nhiều không chết gì chi cứ phải lòng vòng. Em là em chờ mong thương mỗi món anh có biết không, chờ ngày anh bước sang thưa tính truyền trâu cả mối mang. Đôi lứa ta đẹp duyên ta mã làm đám cưới linh đình. Cùng một nhịp cho hai tâm hồn gắn kết với nhau. Và sau một thời gian dài tìm hiểu quen biết thì ngày hôm nay chú rể Hoài Nam và cô dâu Bảo Trâm đã quyết định tiến đến hôn nhân và chọn ngày hôm nay, ngày 20 tháng 7 năm 2024, được sự chấp thuận của hai bên gia đình cũng như là chính quyền địa phương mà gia đình đã tổ chức một buổi tiệc thân mật với sự có mặt của đông đủ toàn thể quý vị. Và vâng, và nếu như mùa xuân là khởi đầu cho một năm mới tốt đẹp thì ngày lễ Vu Quy chính là khởi đầu cho một cuộc sống mới, cho một hạnh phúc mới, hạnh phúc vợ chồng. Của mọi
thời đại thì những truyền thống đạo lý tốt đẹp vẫn mãi được lưu truyền và phát huy. Và một trong những truyền thống tốt đẹp đó chính là đạo lý uống nước nhớ nguồn. Và ông bà ta cũng thường nói, cây có gốc mới đâm chồi nảy lộc, nước có nguồn mới bể rộng sông sâu. Và để có được ngày vui trọn vẹn như ngày hôm nay thì không thể không nhắc đến công ơn to lớn của đấng sinh thành. Giờ đây cho phép Thu Hoài xin được trân trọng giới thiệu đại diện chủ hôn hai bên gia đình. Về phía họ nhà gái xin được trân trọng giới thiệu bác Thái và bà Ngô Thị Nga là bác và mẹ của cô dâu. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt chào đón đại diện họ nhà gái. Hiện diện trên sân khấu lúc này là gia đình của cô dâu và chú rể xin được ra mắt cúi đầu chào toàn thể quý vị. Dạ vâng, và để đáp lại tình cảm tri ân sâu sắc mà quý vị đã không ngại đường xá xa xôi dành chút thời gian quý báu của mình đến chung vui cùng gia đình, giờ đây xin được mời đại diện phát biểu họ nhà trai và họ nhà gái sẽ tiến về sân khấu có lời phát biểu gửi đến toàn thể quý vị. Xin trân trọng kính mời. Sẽ đại diện cho nhà gái có đôi lời phát biểu gửi đến toàn thể quý vị. Xin trân trọng kính mời. Thay lời cho bà Nga là bà chủ hôn họ nhà gái chúng tôi, xin hân hoan kính chào tất cả quý khách. Xin chúc quý khách và gia quyến vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, tiền vô bất ngờ, công việc làm ăn luôn hoan hỷ, lúc nào trong nhà cũng có đô la Mỹ. Lời chúc đến đây có hoan hỷ cho một chàng vỗ tay ầm ĩ để chúc mừng ngày vui sâu nghỉ. Kính thưa quý quan viên hai họ, quý vị khách quý, các bạn trẻ nam nữ, thật là một vinh dự lớn lao cho họ nhà gái chúng tôi ngày hôm nay được tiếp đón quý vị trong khung cảnh ấm cúng thân mật và trang trọng này. Được sự nhiệm của họ nhà gái cho phép tôi được gửi tới quý vị lời chào trân trọng, lời kính chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay gia đình chúng tôi tổ chức lễ vu quy cho cháu Bảo Trâm và Hoài Nam để đáp lại lời mời của gia đình chúng tôi. Quý vị đã bớt chút thời giờ quý báu không quản ngại đường xá xa xôi về đây chung chia niềm vui cùng gia đình chúng tôi và chúc phúc cho con của chúng tôi. Tận đáy lòng mình, gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn đến tất cả quý vị. Xin chúc quý vị một buổi liên hoan hợp khẩu vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Dạ vâng, xin được cảm ơn những lời phát biểu cũng như là chia sẻ rất chân thành đến từ đại diện phát biểu họ nhà gái. Và để đáp lại tấm chân tình của họ nhà gái, họ nhà trai của chúng tôi cũng có đôi lời phát biểu gửi đến toàn thể quý vị. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa quan viên hai họ, kính thưa tất cả các quý vị khách quý, tôi xin đại diện cho họ nhà trai gửi lời chào nồng nhiệt và thân ái nhất đến tất cả quý vị. Được quý vị đến đây để chúc mừng cho hai họ chúng tôi và cho các cháu nhân ngày hôm nay, chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và xin kính chúc quý vị một bữa ăn ngon miệng và luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Xin hết lời. Dạ vâng, xin được cảm ơn những lời phát biểu cũng như là chia sẻ rất chân thành đến từ đại diện phát biểu họ nhà trai. Và để tiếp lời hai bên gia đình, ngày hôm nay đến vui với buổi tiệc, gia đình chúng tôi đã cố gắng chuẩn bị rất kỹ lưỡng để tiếp đãi tất cả các vị quan khách. Nhưng nếu có điều gì sai sót không hài lòng, rất mong quý vị vì tình yêu thương của mình dành cho gia đình mà thông cảm bỏ qua. Giờ đây xin được mời hai vị đại diện phát biểu cùng tiến lên một bước, bắt tay nhau và trở về bên dưới bàn tiệc để tiếp đãi tất cả các vị quan khách.
Dạ vâng, và để đánh dấu cho khoảnh khắc tuyệt vời trong ngày hôm nay, xin mời đôi ngư sẽ tiến đến tháp rượu tiến hành nghi thức khai rượu hạnh phúc. Đây quý vị đang được chứng kiến hình ảnh đôi ngư của chúng ta đang cùng tay trong tay rót tràn đầy những ly rượu hạnh phúc. Vẫn là của nhau, rượu hồng kết nghĩa phù thê, tình trao nồng thắm duyên về với nhau, cùng chung bước đến mai sau, thủy chung chung thủy sắc màu tình yêu. Hôm nay nên nghĩa vợ chồng sẽ chia cay đắng mặn nồng có nhau. Đi trên đôi giày mòn gót anh đứng tận, muốn về nhà với em. Xin mời cô dâu và chú rể sẽ dâng rượu cho ba mẹ họ nhà trai. Đừng làm gì thương ta có nhau. Chúng ta cùng rót thật đầy ly có được không ạ? Dạ vâng, ly đâu quý vị ơi. 1, 2, 3. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Giờ đây xin được mời hai bên gia đình cùng bắt tay nhau và trở về bên dưới bàn tiệc để tiếp đãi tất cả các vị quan khách. Dạ vâng, xin được mời gia đình mình cùng trở về bên dưới để tiếp đãi tất cả các vị quan khách. Cùng nâng chén rượu nhau thề, hữu duyên thiên lý mình về bên nhau. Hai ta hợp ý tầm đầu, niềm vui mang đến nỗi sầu vơi đi nhiều. Ba lần cắt bánh ngày hạnh phúc trọn đời đến trăm năm. Một, hai, ba. Hôm anh chúc chúc cho vui, hôm em chúc chúc để nhìn đẹp thôi. Vậy là chỉ chúc chúc thôi, vậy là chúc chúc thành đôi vợ chồng. Kính thưa quý vị, nụ hôn vừa rồi đã khép lại nghi thức của buổi lễ vu quy ngày hôm nay. Thu Hoài xin được gửi trả cô dâu và chú rể của chúng ta về với vòng tay yêu thương của quý vị. Chúc cho cô dâu và chú rể của chúng ta trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Lời hát vang ngàn đêm, ngàn lời tình nào ngàn êm, bao lần lên say đắm mộng tình yêu ngây ngô. Con trong vòng tay cuộc đời vẫn sáng lên, mỗi hôn em trao khi khúc nhà đất son xa. Khi yêu cầu ca bay vút ta đang muốn vì sao. Khỏe này, nào, 1, 2, 3. Dạ con chào cô chú, các anh, các chị và các bạn. 2, 3. Ngày mai sẽ ra đi phương biển.
mượn lời của một nhà thơ nào đó nhắc lại nhà trai về thì nhà trai về, còn họ nhà gái chúng ta say sưa mai về. Các bạn trẻ đồng ý không ạ? Đồng ý cho chàng vỗ tay. Vâng, xin chúc quý vị họ nhà trai trên đường thượng lộ bình an. Cũng xin chân thành cảm ơn đến tất cả quý vị. Xin chân thành cảm ơn. Đếm bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho bước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu, kéo theo đàn trai mừng mâm, coi bối ngày ngày hài lòng. Nàng ơi anh tới, anh đón em về cách tình trăm năm. Đêm năm mới, ngày làm thơ, thương rồi nhớ mà có sao lòng thần thờ. Kêu là cưới trên dưới hai nhà làm xuôi, ngủ bia chơi lén chín tháng mười ngày có cục cưng nuôi. Sau có đức thơ hồng thì cũng không làm cho ta xa cách nhau. Em trong gạo, anh cắm câu, tính toán trong đầu, nhật nguyệt đông em về làm dâu. Đêm bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho bước em về làm dâu, hai đứa sau này
Giang nhạc sắp sân, không khí tăng hôn linh đình. Ai cũng xì xăm đôi mình, nhìn tụi nó tinh bởi bên. Nhậu sáng đêm, rượu năm lít bia năm chục lon. Đồng phòng ăn ai lo cuốc lo cài kiếm tiền nuôi con. Hai nhà ta, nay thành xuôi. Thêm thằng cu hay cô công chúa lấy kèm vui. Lo măng ăn, không là tiêu. Anh em chi cốt, đừng ngủ chơi bơi tôi còn vợ yêu. Đến bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho rước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu. Kéo theo đàn trai mừng mâm, coi bối ngày ngày hài lâm. Nàng ơi anh tới, anh đón em về khách tình trăm năm. Yêu thương nhau từ lâu mà anh chỉ muốn yêu lại từ yêu đâu. Yêu em khi còn thơ, yêu cho đến khi ăn lòng bạc hàng đầu. Em ơi em đừng lo, cày bên em luôn luôn có anh. Thề một câu khi yêu là cười. Xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho rước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu. Kéo theo đàn trai mừng lắm, coi bối ngày ngày hài lắm. Nàng ơi anh tới, anh đón em về khách tình trăm năm. Trong đời anh hứa sẽ không hài lòng, kết thông gia hai
Trước hết cho phép tôi được thông qua chương trình lễ đến hôn, à lễ đón dâu ngày hôm nay. Thứ nhất là lời phát biểu của đại diện họ nhà trai. Thứ hai là lời chào mừng của đại diện họ nhà gái. Thứ ba là tạ ơn Thiên Chúa tri ân với tổ tiên. Thứ bốn, chính thức chào cô dâu cho về đại diện cũng như ông chủ hôn họ nhà trai đón cháu về gia đình nhà trai. Giờ đây xin trân trọng kính mời ông đại diện họ nhà trai có đôi lời phát biểu. Kính thưa quan viên hai họ, kính thưa các cụ, tôi xin em đại diện cho nhà trai xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị cùng toàn thể hai họ. Kính thưa quý vị, được sự nhất trí của hai họ cũng như sự ủy nhiệm của gia đình họ nhà trai, chúng tôi hôm nay được đưa cơi trầu và xính lễ đến để kính mong họ nhà gái chúng ta trình lên tổ tiên cho phép họ nhà trai chúng tôi được đón cháu Bảo Trâm về làm dâu con nhà chúng tôi. Rất mong được sự chấp nhận của quý vị họ nhà gái cũng như là tất cả những tạo điều kiện tốt nhất để chúng tôi được nhận cháu về làm dâu con nhà chúng tôi. Và tiếp tục cái kết nối tình thông cha tốt đẹp hơn. Tôi xin hết lời. Trước tiên cho phép tôi giới thiệu hôm qua thành phần họ nhà gái chúng tôi đã giới thiệu hết rồi. Cho phép tôi giới thiệu cô dâu xinh đẹp của chúng tôi. Xin mời dì Thủy với dì Thủy dẫn cháu ra cũng được. Trang phòng ấm cúng thân mật và trang trọng này, tôi đại diện cho họ nhà gái xin gửi đến quý vị lời chào trân trọng, lời kính chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành. Kính thưa quý vị, như quý vị đã biết, lúc sáng hôm qua lúc 9:20 khi hai cháu Bảo Trâm và Hoài Nam bước lên gian cung thánh để nhận lãnh lễ tết hôn tối do cha chủ sự Francisco Nguyễn Hữu Văn làm chứng, thì tình yêu của hai cháu đã được Thiên Chúa chúc phúc, giáo hội đóng ấn và cộng đoàn dân chúa công nhận. Ngày hôm nay là ngày chủ nhật, là ngày hết sức tốt lành. Quý vị họ nhà trai đã đem sinh lễ đến gia đình của chúng tôi để xin đón cháu Bảo Trâm về làm dâu con trong gia đình gia tộc. Chúng tôi hy vọng rằng với truyền thống tốt đẹp đạo đức của quý vị cũng như với truyền thống tốt đẹp đạo đức của quý vị thì ngày lễ đính hôn ngày hôm qua diễn ra hết sức tốt đẹp, thì ngày đón cháu về gia đình của quý vị ngày hôm nay cũng sẽ thành công với bạn. Và đặc biệt hai bà chủ hôn lúc thiếu thời cũng là đôi bạn thân với nhau, cũng từng nói đùa với nhau sau này cháu mày lấy chồng có con hai chúng ta sẽ là su sa. Mà lời nói vô tình lại thành hiện thực. Xin quý vị cho một tràng vỗ tay. Giờ đây
xin nhường lời lại cho ông đại diện họ nhà trai, cũng như để cho đôi tân hôn xin phép hai họ mở các quả sinh lễ và sự giới thiệu sinh lễ của vị đại diện họ nhà trai. Trân trọng kính mời ông. Vẫn là những câu chầu nói lên tình thông gia, nói lên cái phong tục cưới hỏi, rồi bánh su xê là đôi bánh cứng bánh phu thê, rồi mâm xôi con gà và rượu cũng như trái cây. Chúng tôi xin chân thành gửi đến bên quý tộc và đến kính dân tổ tiên. Đây là lòng thành của chúng tôi để được quý vị chấp nhận. Tôi là gì cho họ nhà gái chấp nhận những xứng lễ này. Những xứng lễ này nó sánh về vấn đề vật chất thì nó chả đáng là bao, nhưng trên cao trọng hơn hết là tấm lòng chân thành và sự yêu thương của quý vị gói ghém vào những xứng lễ này. Những xứng lễ này cũng là nhịp cầu nối, là sợi dây liên kết, là lời giao ước của hai họ. Tôi chấp nhận những xứng lễ này, xin quý vị cho một tràng vỗ tay. Em xin mời tất cả quý vị đứng dậy hướng về bàn thờ Thiên Chúa cùng chúng tôi cầu nguyện. Con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sát, nước Cha chỉ đến, ý Cha đầy liền dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay luôn được cả ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con ra khỏi sự dữ. Amen. Cầu cầu Thiên Chúa đến muôn muôn ngàn đời, lạy Chúa từ nguyên thủy. Trong buổi sơ khai, Chúa đã tạo dựng nên người nam và người nữ, và Chúa đã tác tạo hai con giống hình ảnh Chúa. Đặc biệt sáng hôm qua, Chúa lại kết hợp hai chúng con nên một cả về thể xác lẫn tâm hồn. Lạy Chúa là Chúa của tình yêu, xin Chúa đổ muôn ơn phúc bởi trời xuống cho hai con, để chúng con được tâm đầu ý hợp, để chúng con thực hiện giao ước hôn nhân thánh thiện này. Và thân lạy Chúa, xin Chúa chúc phúc tình yêu của chúng con ngày hôm qua, ngày hôm nay và mãi mãi sau này, để chúng con chung sống với nhau được trọn tình vẹn ý và yêu thương nhau suốt cuộc đời. Trong tâm tình tỏ lòng tri ân với tổ tiên ông bà cha mẹ, lạy Chúa, chúng con xác tín rằng cây phải có cội, nước phải có nguồn. Con người ta được Thiên Chúa sinh ra mà không phải được tạo thành, thì phải có tổ tiên ông bà cha mẹ. Cả tạ hồng ân Chúa, nhờ hồng phúc của hai gia đình mà chúng con mới có được thành quả tốt đẹp như ngày hôm nay. Là do biết bao công lao sinh thành dưỡng dục của tổ tiên ông bà, nuôi các con khôn lớn bằng sữa mẹ tình cha. Cho nên ngày hôm nay đứng trước bàn thờ tổ tiên, chúng con tuyên xưng và thề hứa, chúng con sẽ ở làm sao cho phải đạo, giữ gìn gia phong, nối dõi tông đường, để làm vẻ vang cho gia đình, rạng rỡ cho dòng tộc. Tổ tiên ông bà chúng con ngày xưa khi còn sống đã để lại những đứa cháu đàn con, và cuối cuộc đời và đặc biệt người bố của cháu Bảo Trâm đã liền trần trong ơn nghĩa Chúa cách đây 3 năm 16 ngày, đã để lại tấm gương sự thương tiếc của biết bao nhiêu người nhân dịp kỷ niệm trọng đại của gia đình. Ngày hôm nay chúng con cũng xin kính báo lên tổ tiên ông bà cha mẹ trong gia đình nhà ta. Ngày hôm nay có thêm một thành viên mới là cháu Hoài Nam. Xin tổ tiên ông bà sống có linh hát có khôn, giờ phút này về đây làm chứng cho lòng thành của cháu, và xin luôn luôn gìn giữ che chở hai cháu Bảo Trâm và Hoài Nam.
Xin tổ tiên ông bà có lên hát có khôn, giờ phút này về đây làm chứng cho cháu. Xin bái ba cái rồi cảm ơn tổ tiên. Con ra đời có mẹ cha là trời cao biển lớn bao la. Từng ngày qua lứa tuổi ngọc ngà, con là lụ hoa bé nhỏ trong nhà. Nhờ công cha, nhờ nghĩa mẹ, con lớn trong muôn lời ca. Xin ông trên ngồi xuống muôn nhà, giúp mẹ cha ngày tám an hòa. Bao nhọc nhằn xin trải đơn hoa, xin cho con ở giữa gia đình. Sống làm sao nên đáp ơn tình, ơn biển trời ghi công cho trong tim. Ta tính bằng vàng không biết là bao nhiêu tây. Ngày hôm nay hạnh phúc vui vầy, mẹ còn có bao nhiêu đây tặng cho hai con. Mẹ tặng cho con cái lắc bằng vàng, thương nhau thì thương cho chắc. Mẹ tặng cho con cái lắc bằng vàng. À rồi kế mẹ xin mời bà nội. Cho mời ôm mẹ một cái, cảm ơn mẹ cho ôm hai bên ôm đó. Rồi con mời bà nội. Vâng, ngày xưa thì cho ruộng cho trâu không, mà bây giờ thôi nó có cọp mà cho khâu cho phong bì thôi. Khâu thì nó vướng kết thôi, rồi cho hai con phong bì. 2, 3 rồi. À, rồi kế bà nội thì đúng lý là cô chú Tuấn sau cơ, nhưng mà thôi tiệm bên nội thì xin mời cô chú Tuấn nhận cháu luôn để xong cô chú Tuấn là bắt đầu tới các bác bên ngoài. Đứng sát rồi cho tấm hình làm kỷ niệm. Rồi nhìn máy đây. Rồi 2, 3 cho bác bao hận nha. Còn bác Phúc thì mất rồi, thì bác Phúc cũng muốn ủy quyền cho bác luôn. Cho bác lại. Anh nào cười tươi lên, rồi quay ta ra cho cháu nó tấm hình. Rồi quay mặt đây, nhìn máy đây nha này. 2, 3 Rồi nhìn. Rồi xin mời bác Huệ. Rồi nhìn đây luôn này, đó này, máy đây này, nhìn đây nha. 2, 3 Rồi anh ta. Nhìn máy đây này. Chậm, nhìn đây là chậm. 2, 3 Nam đặt coi tay của Nam vẫn chống. 2, 3 Bảo tới chưa? Rồi em bảo anh chưa tới à? Đi đâu bà đi? Anh đặt rồi em bảo mỗi người tặng cho bảo tới luôn rồi. Cho anh, cho chị một câu chúc anh chị hạnh phúc bền lâu. Rồi 2, 3 bảo tới luôn rồi. Cao cái tay kia lên. Rồi đứng sát sát còn đứng sát. Rồi nhìn máy đây này. Rồi nghe này, 2, 3 Hôn cũng như đôi bên hôn, xin chân thành cảm ơn bà nội, cô dì, chú bác đã bớt chút thời giờ quý báu đến tham dự lễ đón dâu và tặng cho các cháu những phần quà thật ý nghĩa. Thay giờ đây xin thay lời cho đặc biệt đôi tân hôn xin cảm ơn tất cả các cô dì chú bác. Xin cô dì chú bác đã có lòng thì chút xíu nữa xin tháp tùng ở đôi tân hôn đưa cô dâu về bên anh nhà chồng và đồng thời tham dự bữa tiệc liên hôn trên trọng. Cảm ơn quý vị.
Quý khách, chúng tôi xin được cảm ơn sự đón tiếp hết sức là chu đáo, nồng ấm và chân thành của quý họ làng gái. Và bây giờ là giờ lành đã đến, chúng tôi xin phép quý vị được cho chúng tôi đón cháu Bảo Trâm về là làm dâu con nhà chúng tôi. Và cũng để tình thông gia của hai nhà mãi bền chặt và thấm thiết. Kính thưa quý vị, và xin được mời quý vị cùng chúng tôi thắp tùng đoàn để đưa cháu về bên nhà chồng để cùng chúng tôi tham dự lễ thành hôn của hai cháu cũng như tham dự buổi tiệc của hai cháu đón mừng cháu dâu mới. Thật vinh dự và hạnh phúc được kính mời quý vị. Cũng như lời của vị đại diện họ nhà cha xin dâu, đây anh cháu Bảo Trâm trong chúng tôi đây. Ở nhà thì cháu rất đảm đang tháo vát, nhưng về với gia đình của quý vị còn mới mẻ bỡ ngỡ. Xin quý vị hãy dạy bảo cháu với tình lỗi lương và bao dung nhẹ nhàng. Tôi tin chắc chắn rằng cháu đã con là hòa nhập với đời sống mới, thì chắc chắn rằng cháu sẽ đảm đang tháo vát trong gia đình của quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Trai tài gái sắc, đôi mình là nhất. Lại trên sớm dưới, đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng, đến lúc tính chuyện trăm năm. Chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm, theo sau anh rước em về làm dâu. Ngày lành trong tháng, chào cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ô dù quá xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly. Ngày mình du quý thì ngần ngày chi, một hai ba vô hết ly. Kiều già ngựa ô, anh khớp đón em về dinh rồi. Hoa pháo quay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu, cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió, chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Sắc, đôi mình là nhất. Làng trên sớm dưới, đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng, đến lúc tính chuyện trăm năm. Chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm, theo sau anh rước em về làm dâu. Ngày lành trong tháng, chào cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ô dù quá xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly. Ngày mình du quý thì ngần ngày chi, một hai ba vô hết luôn. Kiều già ngựa ô, anh khớp đón em về dinh rồi. Hoa pháo quay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu, cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió, chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Chỉ giàu cầu vàng mà đóng đinh, anh sẽ đưa em đi về dinh. Anh hứa yêu em mãi chung tình, mãi chung tình. Cầu tre gặp gần mà khó đi, anh sẽ dắt tay em dìu đi. Ô dù qua xa từ đây hết ê. Kiều già ngựa ô, anh khớp đón em về dinh rồi. Hoa pháo quay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu, cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió, chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Come on, everybody jump, everybody jump. Let's see, let's see. Tất cả quý vị hai bên
Chúng tôi rất hân hạnh được chào đón quý vị đàn gái và đã tháp tùng đàn chúng tôi để đưa cháu dâu về với gia đình chúng tôi. Chúng tôi xin thay mặt cho họ là trai xin kính chào và chúc sức khỏe đàn gái quý vị. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày tốt nhất mà cả hai gia đình đã cho phép và cũng là chọn để cho các tác hợp cho các cháu để nên vợ nên chồng. Và hôm nay cháu dâu cũng chính thức về nhà gia đình nhà trai chúng tôi. Vì thế chúng tôi xin hoan nghênh chào đón cháu và chúng ta chào đón vì đoàn thông gia nhà đàn gái đã đến với chúng tôi. Xin nhường lời cho vị đại diện họ đàn gái có đôi lời phát biểu. Đại diện cho họ nhà gái xin chân thành cảm ơn quý ông bà cha bác vị đại diện cũng như họ tộc nhà trai đã tiếp đón chúng tôi tận tình chu đáo. Và chúng tôi cũng không quên gửi cháu Bảo Trâm cho gia đình của quý vị, đặc biệt là hai bà thông gia cũng là từng là bạn với nhau từ nhỏ, ngày xưa đã hơi thân, bây giờ càng thêm thân. Thì cũng xin bà thông gia chúng tôi gửi gắm cháu Bảo Trâm, xin bà cũng dạy bảo cháu với tình với tấm lòng độ lượng bao dung để cháu sớm hòa nhập vào một gia đình mới là người chị, người em, người con, người cháu trong họ tộc đã đảm đang tháo vát trong gia đình của quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị và cũng xin nhường lời lại cho vị đại diện họ nhà trai. Đại diện cho họ nhà trai chúng tôi được đón nhận, chính thức đón nhận cháu dâu, cháu Bảo Trâm làm dâu làm con nhà chúng tôi, làm cháu của dòng tộc chúng tôi. Và đồng thời chúng tôi cũng xin quý vị họ đàn gái cũng đón nhận cháu nam, xem cháu nam như rể quý và con cháu trong nhà quý vị. Cũng như chúng tôi cũng đón nhận cô dâu nhà quý vị là con dâu con nhà chúng tôi. Xin được cầu mong cả hai bên chúng ta luôn hợp tác và luôn kết tình thắm thiết nhất và bền chặt nhất cho mãi mãi. Xin hết lời. Con đến trước tòa nữ vương uy quyền, dân hỏi dân sao dân coi lòng yêu mến, phó chót nơi mẹ tấm thân nhỏ hèn, kể đời con luôn vui sống bằng yên. Ôi Maria xin mẹ nhận lấy tấm thân xác hồn con đến niềm dân, quyết chi thanh hoa nhờ mẹ chiêm đâu mình mẹ trong mẹ, nước mẹ tông chỉ chiến sĩ trên đường mới xây đắp vinh quang nước cha muôn đời. Chúng ta dâng lên ông bà tổ tiên bài hát xin chuối chúc lành cho đời cha mẹ của con. Công ơn là như núi non dưỡng nuôi con bao ngày uống tròn, mai con lớn lên rồi là đi tung cánh trong đời, nhờ ơn cha mẹ suốt đời con nhẹ khổ đau. Xin cho cha mẹ con sống mãi tình son của Chúa Trời, cho con chữa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan. Để quý vị chờ lâu, chúng ta tiếp tục là những nghi thức để
các cháu được nhận bà nội và các bác các anh chị mẹ dành cho con dâu mới về một chiếc vòng vàng. Một cái lắc cũng bằng vàng nói lên bền chặt như vàng nhé con. Rồi, con mẹ cầm mẹ cắn không? Và tiếp theo xin mời bà nội có chút quà tặng cho các cháu. Bà nội đang đeo cho cháu một cái khâu thay cho rượu sâu châu nái. Rồi tiếp đến về phía bên nội luôn là xin mời bác Phong thì bây mà bác Tiên đại diện ra để mừng cho cháu mãi mãi bền chặt. Rồi quay mặt đây rồi cầm đi rồi quay mặt đây rồi nhìn đây này. Phong nhìn đây luôn này Phong đó. Ok. Rồi. Nhìn đây quay mặt đây nhìn đây này. Rồi nào hai hai người ba. Chú cũng có chút quà để mừng cho hai con ai đó. Và cô Phương cũng thay mặt cho chú Phước và thím Khuê ở bên Đức là có gửi quà mừng cho hai cháu nhân ngày rồi ngày vui nhất đời gia đình cô và cháu là ở bên Đức về để tham dự đám cưới của cháu. Rồi, cảm ơn chú nhỏ. Và bên phía ngoại thì chúng tôi xin lại cũng phải là ông bà ngoại của cháu đều yếu cho nên không có mặt trong buổi hôn lễ ngày hôm nay. Ông bà cũng có gửi quà mừng cho các cháu. Rồi tiếp theo xin mời bác Chiến ạ. Bác Chiến mừng cho các cháu ạ. Bác Chiến nghe. Đây là cầu thành là nhìn bác Chiến luôn. Này, đây rồi gì ơi. Nhìn đây nha. Đây là 1 2 3. Đi lên chú Linh chụp với cháu áo. Rồi mời đứng sát vào sát vào nhìn máy đây nè. Đây là 1 2 3. Rồi mời gì chi ạ? Cười được. Rồi mình dạ nhìn đây. Tiếp theo xin phép được mời chú Phú ạ. Ok rồi rồi đúng rồi, nay chú Phú đã đại diện này đón khách này. Đây xin mời tất cả quý vị cùng đưa bước chân để lên hôn trường, rồi bước lên hôn trường để chúng ta thực hiện là tiệc cưới của hai cháu. Xin cảm ơn. Thank you.
không làm chi bé ơi. Em đừng đi đâu, mình nên mình đến với nhau đi. Cuộc tình mình giờ ấm lo tự do, ba má anh đã kêu tụi mình cua dính ai tiền tao sẽ lo. Ôi quá tuyệt vời, tụi mình là nhất trên đời. Thành tâm khấn 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 tạ ơn đấng trên đã cho con một cô gái xinh. Trước tiên cảm ơn tất cả các quý vị, các quý vị đại biểu đã dành những thời gian đặc biệt về đây chung vui, chia sẻ niềm hạnh phúc gia đình cho gia đình em Phương cũng như là cháu Hoài Lam và cháu Bảo Trâm. Do này đã được quý vị tới hôn trường tổ chức hôn lễ thầy hôn cho hai cháu và giờ này chuẩn bị đến tiệc ăn. Tôi thay mặt gia đình xin chân thành cảm ơn và nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và làm phép ban của ăn cho chúng ta. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn. Xin mọi người hợp ý với tôi nguyện kinh để chúng ta thực hiện của ăn mà Chúa ban cho. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Ngày hôm nay là ngày lành tháng 4, ngày 21 tháng 7 năm 2024. Được sự đồng ý nhất trí của hai bên gia đình, đôi bạn trẻ của chúng ta đã trong tình người vững vương để đưa con thuyền tình của mình đến bên bờ hạnh phúc. Phương phải ra đây không để quý vị chờ lâu hơn nữa. Xin mời tất cả quý vị quan khách hãy hướng mắt về phía cộng hòa và đừng quên để chàng phát tay thật lớn, thật nồng nhiệt để chào đón đôi gương đẹp nhất, hạnh phúc nhất trong ngày vui hôm nay. Chú rể Hoài Nam của nhau vào trăm. Ngày đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tứ thân phù mẫu của cô dâu và chú rể. Về phía hội nhà trai, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Phạm Việt Phương và đồng thị Minh Phụng là song thân phù mẫu của chú rể. Xin mời ông bà hãy tiến về sân khấu ra mắt đồng thị quý vị trong ngày vui hôm nay.
Cầu mong thay mặt cho ba trong buổi trưa ngày nay xin mời bác và mẹ hãy tiến về sân khấu ra mắt toàn thể quý vị trong ngày vui hôm nay ạ. Và giờ đây chúng tôi xin trân trọng kính mời anh Phong đại diện cho họ nhà trai và bên bìa ngồi trái có anh Trải đại diện. Và xin trân trọng kính mời hai anh tiến về sân khấu để ra mắt toàn thể quý vị trong ngày vui hôm nay. Và một tràng pháo tay thật lớn thật nồng nhiệt để chào đón hai vị đại diện của chúng tôi. Xin mời đại gia đình của chúng tôi hãy cúi đầu chào ra mắt toàn thể quý vị trong ngày vui hôm nay. Kính thưa quý vị, để đáp lời tấm chân tình mà tất cả quý vị khách quý đã bước chút thời gian phần đầu của mình để đến đây để chúc mừng cho Hoài Nam và Bảo Trâm, thì giờ đây xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng lắng nghe lời phát biểu đến từ về đại diện Hoài Nhà Trai sẽ có đôi lời gửi đến quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời ông. Xin hân hoan chào đón và kính tất cả các quý vị khách quý và quý vị quan khách hai bên. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày trọng đại của hai gia đình chúng tôi. Hai cháu chúng tôi là Bảo Nam và Hoài Nam và Bảo Trâm đã quen nhau tìm hiểu và đi đến quyết định xin phép gia đình hai bên để được về chung một nhà với nhau trong ngày hôm nay. Chúng tôi rất xin cảm ơn tất cả quý vị khách quý đã bớt chút thời gian vàng ngọc của quý vị để đến chúc mừng, chúc phúc cho hai gia đình chúng tôi cũng như hai cháu Bảo Nam và Hoài Nam và Bảo Trâm. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn quý vị và kính chúc quý vị một bữa ăn thật ngon miệng. Kính chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin hết lời. Vâng, xin cảm ơn chương trình. Những ý kiến của vị đại diện họ nhà trai đã gửi đến trong buổi trưa ngày hôm nay cũng rất là ý nghĩa và chân tình. Và giờ đây chúng tôi cũng xin trân trọng kính mời quý vị chúng ta hãy cùng lắng nghe lời phát biểu của họ nhà gái cũng có đôi lời đáp từ lại với họ nhà trai trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời ông. Vâng, trước khi có đôi lời tri ân với quý vị, tôi cũng thấy cái khung cảnh ấm cúng thân mật trang trọng này, tôi có đôi câu thơ gửi tới quý vị. Vâng, ngày vui tôi có đôi câu chúc cho hai họ bền lâu muôn đời. Chúc cho quý vị khách mời vui tươi hạnh phúc đời đời an khang, tương lai no ấm giàu sang, công danh sự nghiệp vững vàng đi lên. Chúc cho đôi lứa vững bền, tình duyên suôn sẻ sớm nên vợ chồng. Chúc cho Hoài Nam và Bảo Trâm ấm nồng, sớm sinh trai gái đủ đầy thông minh. Lời chúc có hoan hỷ, xin quý vị cho một tràng vỗ tay ầm ĩ để chúc mừng ngày vui sum hỷ. Vâng, kính thưa quý quan viên hai họ, quý vị, các bạn, bạn bè, các bạn trẻ nam nữ, thật là một vinh dự lớn lao cho họ nhà gái chúng tôi ngày hôm nay được quý vị đón tiếp trong khung cảnh ấm cúng thân mật và trang trọng này. Được sự ủy nhiệm của họ nhà gái cho phép tôi được gửi tới quý vị lời chào trân trọng, lời kính chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành. Kính thưa quý vị, hôm nay họ nhà gái chúng tôi đến đây chung vui với quý vị và chúc phúc cho hai con. Tận đáy lòng mình, họ nhà gái chúng tôi xin chân thành cảm ơn đến tất cả quý vị. Xin chúc quý vị một buổi tiệc liên hoan tràn đầy sự hiệp thông tốt đẹp với họ nhà gái chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn. Vâng,
Vâng, xin cảm ơn rất nhiều những cái gì quý vị đại diện họ nhà gái cũng gửi đến trong buổi trưa ngày hôm nay cũng rất chân tình và đạt ý. Và giờ đây xin mời hai vị đại diện chúng ta hãy tiến về phía trước một bước, hãy cùng bắt tay nhau và ôm nhau một cách để tình thông gia gắn bền hơn ạ. Vâng, và xin mời hai vị đại diện chúng ta xuống bên dưới để cùng chung vui với quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Và giờ đây xin mời đôi gương chúng ta hãy tiến về tháp ly tình yêu để rót những ly rượu tình rượu hiếu trong ngày vui trọng đại hôm nay. Xin trân trọng kính mời đôi bạn. Đưa vào chưa, đưa vào lễ sau. Si malgré toi, tu m'abandonnes. Vâng, thưa quý vị, chai rượu đầu tiên có thể được bắt nào ra. Và xin mời cô dâu và chú đệ hãy rót. Và chúng ta đang chứng kiến cô dâu chú rể đang tay trong tay, vai kề vai, cùng nhau rót chén rượu hồng, dầu cay dầu cặn xin đừng quên nhau. Trăm năm đầu bạc mái đầu, nếu có ý hợp tâm đầu hôm nay. Et j'entends en moi monter une voix, mon Dieu qui veillait sur ma vie, protégez mon amour, je vous en prie. Xin mời cô dâu chú rể hãy dâng rượu lên cho ba mẹ của mình. Cô dâu dâng cho mẹ, chú rể dâng cho ba. Vừa rồi mà cô dâu chú rể dâng lên cho ba mẹ của mình như một lời tri ân, một lời cảm ơn sâu sắc gửi đến ba mẹ. Cảm ơn ba mẹ đã sinh chính con ra cho chúng con có được ngày hôm nay. Vâng, và nhà đây xin mời cô dâu và chú rể đứng giữa trung tâm sân khấu ạ. Và nhà đây xin mời hai họ chúng ta hãy tiến về phía trước một bước, hãy cùng cụng ly cạn đấy để chúc mừng tình tham gia ngày càng gắn kết và bền vững hơn ạ. Ông đã sẵn sàng chưa ạ? Đi đâu? Tay đâu, tay đâu? 1, 2, 3 2, 3 Vâng, xin mời rất là nhiều ạ. Hai bài cùng đi xuống bên dưới để chung vui với quý vị trong cái chương này hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Vâng, đôi bạn trẻ thân mến, rượu chính thay kính dân trà, rượu thảo dân quẻ, tôi ta rượu tình. Chào các anh thật lớn à, để chúc mừng cho cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc. Tiếp đến xin mời cô dâu chú rể hãy đến thắp bánh tình yêu. Kính thưa quý vị, nghi thức bánh tự dưng cho sự sẻ chia ngọt bùi trong cuộc sống vợ chồng. Từ hôm nay, đôi bạn trẻ Hoài Nam và Bảo Trâm sẽ đi chung trên một con đường, một con đường xây bằng tình yêu và hạnh phúc. Từ đây ta đã có đôi, như chim liền cánh, như cây liền cành, dây châu cúng với thân câu, chúc cho đôi bạn bên nhau trọn đời. Kính thưa quý vị, nghi thức ăn bánh vừa rồi đã khép lại chương trình lễ tân hôn trong buổi trưa ngày hôm nay. Một lần nữa xin thay mặt Trạm Thanh ánh sáng vui ạ và dịch vụ nấu ăn, chúc cho cô dâu chú rể trăm năm tình viên mãn, bắt đầu nghĩa phu thê. Và xin thay mặt cho gia đình, xin chúc tất cả quý vị khách quý, tất cả các bạn bè gần xa một buổi tiệc thật ngon và thật vui. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Và giờ đây xin mời đôi người chúng ta xuống bên dưới để cùng chung vui với quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời.
Kệ nó, để cho nó cầm lên sao đâu, để nó ở đây nó quay cho nó cái này. Thank you.
Chicken, 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 ch
mãi bên nhau. À, nhịp cầu âm nhạc sẽ dừng ngay bây giờ và trước lúc họ nhà gái và về sẽ có đôi lời gửi đến quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay. Một lần nữa xin trân trọng kính mời hai vị đại diện đứng về sân khấu sẽ có đôi lời. Vâng, bài hát Chợ Đông của thầy vừa rồi rất là tuyệt vời. Ca sĩ thì hát lấy tiền mà thầy hát chỉ ghiền vỗ tay. Xin quý vị cho một thầy một tràng vỗ tay. Vâng, trước khi nhà gái chúng tôi xin phép ra về, xin hết lòng cảm ơn đến quý vị họ nhà trai đã tiếp đón chúng tôi rất là tận tình, chu đáo. Chúng tôi cảm nhận như là chúng tôi đang ở nhà vậy. Nhưng vì chúng tôi có một số người già rồi trẻ em, ở lâu thì cũng không được, mà cuộc vui thì vẫn còn dài. Xin chúc quý khách tiếp tục cuộc vui và họ nhà gái chúng tôi xin chân thành xin phép đi về. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Xin tiếp lời của vị đại diện họ nhà gái, chúng tôi xin cảm ơn sự nhiệt tình và rất hồ hởi phấn khởi của quý vị đã đến trong hôn trường nhà trai trong bữa tiệc tân hôn của chúng tôi. Xin kính chúc quý vị được luôn mạnh khỏe và hạnh phúc cùng thành đạt trong cuộc sống. Xin nói với các bạn trẻ mà bên nhà nàng gái, nếu chúng ta có thể ở lại được, xin mời tiếp tục ở lại hôn trường để cùng chung vui với lại nhà trai và hai cháu Hoài Nam và Bảo Trâm. Xin tạm biệt và xin kính chúc quý vị thượng lộ bình an. Xin hết. Nhẹ nhàng anh nắm đôi tay cái hôn môi nàng, chắc đến năm sau mình làm đám cưới. Anh không mong gì hơn ngày đêm có em bên mình, năm sau rộn ràng pháo nổ. Tay anh mang chầu cao nguyện yêu em đến muôn đời sau, anh chỉ mong cho đôi ta ấm no nhà mình đông vui để đàn con cháu đền duyên phù thề uyên ương đẹp đôi sẽ bên nhau trong đời. Cầu trời cho ta thương nhau dài lâu, xin cái đất bên này đè rồi nhìn sáng đôi mà em thâm xin anh đâu đâu dám mơ đâu. Một lần mà mình được chung rồi đem cho cao đón dấu nhân là bao hồi từ lần đầu mới quen nhau. Anh hướng sang nhìn em mà lòng này bỗng chợt thấy thương em quá. Chắc bàn tay nào nhất bái thiên để em sẽ hành con dâu cô mà anh mãi đây chúng ta sẽ dành một thằng cu tiếp. Tôi quên mỗi anh thôi một bài ấm riêng mình mỗi đôi ta, ngày vui đó không còn xa nữa, mình hạnh phúc bên nhau trọn đời.
sau anh chỉ mong cho đôi ta ấm no, nhà mình đông vui để đàn con cháu ngành duyên phù đề uyên ương đẹp đôi sẽ bên nhau trong đời, cầu trời cho ta bên nhau dài lâu. Những bãi thiên đẹp sẽ thành con dâu của ma, mãi đây chúng ta sẽ thành một hàng phù tì hưu mình mỗi anh thôi, một mái ấm riêng mình mỗi đôi ta, ngày vui đó không còn xa nữa, mình hạnh phúc bên nhau trọn đời. Hay lòng chỉ cần là em gật đầu đồng ý, okay, hai bên gia đình bằng xuôi nghe lành ta